sang phần tiếp theo, phần 2 là 3 thí sinh những phần đề thuộc vào. Sẽ cắt tất cả những cái gì không phải thuộc vào. Thế làm cái gì đây? Các amin, metilamin, dimetilamin, trimetilamin, etilamin. Bốn hạng này thì tồn tại ở điều kiện thường thể khí mùi khai tan tốt trong nước khí mùi khai tan tốt trong nước. Các amin còn lại tồn tại điều kiện thường thể bằng thế nào? Các amin thì rung động và có nhiều trong lá cây thuốc lá. Rung động và có nhiều trong lá cây thuốc lá. Tính chất hóa học. Bởi vì amin bắt nguồn từ lớp 3 nên tính chất hóa học đặc trưng của amin đấy là tính lớp 3 tính gì đặc trưng? Thì lớp 3. Lớp 3 tính gì đặc trưng? Vậy bao giờ yếu hay bao giờ yếu? Vậy amin chắc chắn cũng là tính 3 rồi yếu. Là tính chất đặc trưng nhất của amin. Một dòng tính 3 rồi. A nhỏ, tác dụng đến nước. Pasteur theo định nghĩa của Brunstedt là gì ạ? Brunstedt là cái gì? Là cái trường điện ly nhá. Học kỳ 1 lớp 11 mình học bài số 2, axit và dầu lưỡng tính. Nhớ không? Tuấn Anh có đeo thầy chưa nhỉ? Ừ. Nhớ không? Bao giờ là gì? Đó. Nhận proton hạt cộng. Axit chất nhiều proton hạt cộng, bao giờ chất nhận proton hạt cộng. Vậy đây là bao này. Phải nhận proton hạt cộng, đây hạt cộng đây. Đấy chưa? Nhận proton hạt cộng thì nó tạo thành RGH3 cộng OH trừ. Và cái OH trừ nó gây nên gì? Ba sơ. Trong gì? Nhá. Mình nhớ cả hai cái này. Nhớ cách viết thế này. Để mà mình à. Những bạn nào muốn lấy 8 điểm thì có cần mình phải nhớ cách viết này. Phải biết là bạn nào muốn trừ ba sơ nhớ. Bạn nào muốn lấy 9 cũng giải cái câu mối FB thì phải nhớ phương trình này. Đây mình xong này. Đây các bạn sau mà không cần lấy 9 thì không cần biết là phương trình sau nữa. NH R2 cộng HOH R1 N R3 R2 R3 cộng HOH. Là không phải đến 9 thì không phải biết là 8 học 4 cái chỗ lấy 8 hiểu nhớ 4 thằng này tính vào giờ nhớ xong học đến 8 nhà là sinh viên thì lấy 8 thì năm nay lấy 8 là toàn 8 bài hay tư không biết cổng trường nào. Sao không biết đi đừng đợi đây. Tự nghĩ đi ạ. Ba giờ là chất nhận proton hạt cộng. Thế phải bây giờ thằng này proton hạt cộng, thằng này nhận proton hạt cộng nhận vào đây. Để nó tạo thành R1NH2 cộng R2
anh nhìn cái này. Tương tự anh này nhận đối với mắt cộng thì nó tạo thành R1 NH cộng R2 R3. Xin chào. Cái chỗ này nó rất quan trọng với việc giải đáp đối âm. Rất quan trọng nhé. Bởi vì em không nói cái dạng này em biết được đối âm. Đây nhỏ. Làm quy đi chuyển vào gì? Chuyển vào xanh. Và làm cái ngon vào ta đi. Vào ta. Đây đi. Chuyển vào hồng. C tác dụng với axit. R NH2 cộng HCl. R1 NH2 cộng HCl. R1 NR2 R3 cộng HCl. Đơn giản thôi ạ. Axit hơn 3 sơ ạ. 3 sơ là chấp nhận đối tác cộng. À, nhận đối tác cộng của bạn là gì ạ? R3 cộng. Đây là còn anh xin là trừ tự do ở ngoài. Còn thằng là R3 cộng. Thằng xin là trừ tự do với nó bên ngoài nó khác nhau không? Để cả này R3 xin là mỗi ăn như vậy. CH3 H2
đây cho cái bài này Axiomax tác dụng với lại CH3 COOH COOH tác dụng CH3 H2 CH5 H2 tạm xong. Thầy con không có cố ý là khó ta, nhưng mà những cái này cho sách qua không ghi chương trình. Em mới nhớ rằng là phần của ông đi là không một tí nào trong cái khóa này sẽ phải là không có. Nhưng nó là phần khó mà trong câu đấy là 10, 9, 10. Và nếu chúng ta không học biết được những cái này thì sao cái công nghệ chúng ta không làm được đúng không? Thì nhận được chất, không biết được, không suy luận được. Thì nay chúng ta làm cái bước đầu tiên để chúng ta biết cái sự tồn tại của cái công nghệ nhé. Để mà một tí nữa thì sẽ hướng dẫn chúng ta biết là khi nó sẽ hỏi gì. Cứ nguyên tắc mà làm. 3 giờ thì ăn hoạt động, acid thì cho hoạt động. Xem nhá. Xem gì nào. Đây là cái này. Hoạt động của này đúng không? HCOO H3N CH3, đây là mối amoni được tạo bởi cái axit và ăn. Thằng này là mối amoni chứ không phải ete, mặc dù nó đóng CO. Như CO thì không gắn với lại tốt hình hoa mà CO thì gắn với lại các bạn. Nó là mối amoni. Được chưa? Mình nhìn thấy cái mắt đấy. Cái này. Anh này, bởi vì ở đây cố định tỷ lệ 1:1 nên một nhóm sẽ hót sang một tuần này, một nhóm sẽ hót mà sẽ hót lại để tạo thành COOH3N CH3 COOH3N C2H5. Tại đấy ví dụ khi nó sẽ hỏi cái gì đây, khi nó hỏi này C2H7 NO2 C5 H N4 N2 N4, đấy cho hai cái chất này và tác dụng với đại ao á tạo thành hai khí làm xanh quỳ như vậy. Xanh quỳ là đồng đẳng với nhau, được chưa? Xong cho cái khối lượng này, xong cho số mol này khí ta tìm bằng được. Có nghĩa là chỉ cho hai thôi. Nên em tự dùng cái này suy ngược là công thức này, này suy ngược công thức này. Em mới giải được bài này. Nhưng mà nó không phải chỉ cho hai này, cho một tạ luôn. Không cho trong sách vào phần này thì đã được. Đến lúc mà làm cái phần đấy thì hướng dẫn ra cách làm. Thế thì lấy ví dụ. Ví dụ là mình viết cái phương trình này thôi, chưa phải là xong. Mình viết phương trình này chỉ là để làm tiền đề để mình giải cái bài của các ông đi tục. Nhá. Thế là sao ta dùng axit? Tất cả các em cùng nhìn ạ. Bình thường trong vô cơ thì axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và gì? Nước. Thế là đây em nhìn ạ. Trong cái thằng amin này, amin tác dụng với axit thì tạo thành gì thôi ạ? Mỗi muối thôi. Vậy đây là điều đặc biệt của amin. Và từ cái điều đặc biệt này ta suy một điều. Amin tác dụng với bất kỳ một axit nào thì đều tạo thành muối. Đây mình có một câu tổng quát bảo là khối lượng. Mình luôn luôn có là khối lượng của amin cộng với lại khối lượng của axit
thì bằng khối lượng của mỗi. Dây nào tác dụng với dung dịch muối? Dây nào với đồng 2 cộng kẽm 2 cộng bằng cộng. Cái này là giống với lại nở vàng. Nở vàng là không có cái ăn đến nữa. Nhưng yên tâm là tạo suốt thì không đi chung ở đâu ra. Ghi này vào trên lớp nhé. Sẽ đi chung ở đâu ra là không tin nào. Thứ hai, vậy thì bây giờ mình có amin khi mà tác dụng với các dung dịch muối còn lại thì muối này có điều kiện là phải có hydroxit kết tủa và trừ đồng 2 cộng bạc cộng dẫn đồng 2 cộng. Tại sao? Tại vì nó tạo thành thuốc được không? Không thể tạo thành muối được, không tạo thành hydroxit kết tủa được. Đấy chưa? Thì tạo thành kết tủa. Đấy, ví dụ sụp và dung dịch hay khi nhiều nhất này hay khi nhiều nhất không phải như vậy hay là người nói nhiều. Nói hiền ba chữ. À. Xem nhá, dung dịch thì luôn có gì? Nước. Vậy chắc chắn là bằng CH3NH2 nó vào nước trước để nó tạo thành CH3NH3 cộng OH trừ. Đúng chưa? Trong cặp FeCl3 cũng là rất nhiều cặp hay sai nhá. Thì nó có là Fe3 cộng và Cl trừ thì OH trừ sẽ lớp nhau Fe3 cộng để tạo thành kết quả FeOH3. Màu màu đỏ được suy ra hiện tượng xuất hiện kết quả màu đỏ. Em ơi, cái này người ta không ghi chương trình, không phải ghi chương trình. Đứa nào mà thích viết chương trình ấy để chỉ cho em bắt 3 lần cộng với CH3NH3 CL. Được chưa? Nhưng không cần viết chứ. Cái này không thi chương trình, cái này nó chỉ thi hiện tượng thôi. Nó nhỏ là trong số các chất sau đây, chất nào tác dụng với CH3 là đây là kết quả. Hoặc trong số tất cả các chất sau, chất nào tác dụng với FeCl3 là kết quả. Thấy chưa? Mình chọn một trong những phương án này. Cái này mình chỉ hiểu thôi. Nha. Thế vậy tương tự như vậy. Thì thầy muốn có thêm ví dụ số 2 là sụp C2H5NH2 vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng như thế nào? Em trả lời rõ quá. Đây là để sách đây này. À, thông tiện đi tập sẽ phải mua phải giấy phải đi chuẩn. Đúng rồi. Kết tủa máu trắng kết của viên phu màu trắng nhé. A của ta được tạo viên phu. Viên phu nó giống kiểu là em nhét mây vào trong nước. Được chưa? Nhét mây trong nước thế nói nên nó sẽ hiểu. Không phải màu sáng, màu trắng luôn. Màu trắng, mây màu trắng nhét vào trong nước. Thì làm sao? Có không biết là bình thường kết của nó phải chìm hẳn xuống đúng không? Tại không chìm. Nguyên phu nó lửng lơ lửng ở trong nước. Đấy, nó nhét
dịch sinh thế là gì? Hiện tượng tạo thành dung dịch, tạo thành kết của dạng viền phù. Có chạm xong nha.